Xin chào tất cả các quý anh em trên toàn quốc. Lời đầu tiên là mình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý anh em và gia đình luôn luôn mạnh khỏe trong cái mùa dịch Covid này. Thì hôm nay mình có mua được một cái sản phẩm đèn bắt muỗi của bên phụ kiện số 123 này. Hôm nay mình muốn quay lại để giới thiệu đến mọi người xem là cái sản phẩm này liệu nó có được giống như quảng cáo và cái chất lượng của nó liệu có được như quảng cáo mà bên phụ kiện số 123 đang quảng cáo không mọi người nhá. Thì cái đèn này mình mua là 500.000. Thì họ có tặng thêm cho mình một cái rắc nối dài 2m và có công tắc đây. Mình thấy cái này cũng khá là hay, bởi vì là cái đèn này thì thường là sẽ treo ở trước cửa nhà hoặc là sau nhà ấy. Mà nhà mình ở quê mà làm sao mà có ổ điện sẵn đến đấy được. Nên là họ đã tặng thêm một cái này để mình có thể cắm và bật tắt rất là tiện như kiểu bật tắt đèn thôi. Mình thấy đây là một cái chi tiết khá là tâm lý, chắc là họ cũng bán nhiều cho những cái người dân ở vùng quê như mình rồi. Bởi vì là nhà ở quê mà ổ cắm ổ điện cũng thiếu, chứ làm sao mà mua được một cả một cái ổ cắm để chỉ chạy nguyên cái đèn này, khéo cái ổ cắm lại bằng quá tiền cái đèn. Nên là mình thấy cái chi tiết này cũng khá là ok. Thì cái đèn này là cái đèn bắt muỗi của hãng Điện Quang mọi người ạ. Chắc mọi người cũng đã biết cái hãng Điện Quang này đã rất là nổi tiếng rất là lâu rồi đấy. Ngày xưa nó hay có sản xuất các cái loại bóng típ, các cái đồ điện gia đình thì phải. Ngày xưa nhà mình cũng hay sử dụng bóng típ của Điện Quang. Chất lượng của nó thì mình thấy cũng khá là ok. Còn không biết là bây giờ thì chất lượng của nó như thế nào. Nhưng mà đầu tiên thì mình thấy là cái hộp của sản phẩm đóng rất là đẹp, đầy đủ thông tin. Đèn này được bảo hành 12 tháng mọi người nhá, bảo hành 12 tháng luôn. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau mở hộp và mình sẽ cùng nhau lắp thử lên để mình thử xem là liệu là cái đèn này nó có hoạt động đúng như quảng cáo không mọi người nhá. Đây chính là kết cấu bên trong của sản phẩm này. Phía trên này thì được làm bằng nhôm mọi người ạ. Làm bằng nhôm. Đây, phía trên này thì được làm bằng nhôm mọi người nhá. Đó, còn xung quanh này thì chỉ được làm bằng nhựa thôi. Đó, chỉ làm bằng nhựa thôi. Đó. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó thì cũng rất là đơn giản đó mọi người ạ. Nó hoạt động giống như là cái vật muỗi ở nhà các bạn ấy. Nó sẽ có hai cái cực điện ở đây. Sau đó là con muỗi nó khi mà nó thấy cái ánh sáng ấy, nó bay vào. Khi nó bay vào thì nó sẽ vướng vào đó và nó sẽ bị giật và nó sẽ bị chết. Đó, ở bên ngoài nó có một cái màng bảo vệ này. Đó, có một cái lớp lưới bảo vệ này. Đó, mặt bên này cũng thế. Có một cái lớp lưới bảo vệ. Đây là một cái dây này mình có thể treo lên. Đây là một cái công tắc để chúng ta bật này. Đó. Và đây chính là cái dây nguồn của nó. Cái này sử dụng điện 220 luôn nhá, mọi người cắm vào. Dây nguồn này thì chắc là dài được khoảng tầm 1,5 m đấy. Đó. Cái kích thước của cái này là đây mình xem trên hộp xem cái kích thước của nó là bao nhiêu nhá. Đây ạ, cái kích thước của nó là 4. Mọi người nhìn có rõ không ạ? 483 nhân với 65 nhân với lại 245. Đây, kích thước của nó là 483 nhân với lại 65 nhân 245 mọi người nhá. Đây nó có gửi thêm kèm theo cho mình một cái khay để chúng ta đựng ở phía đây, chúng ta đặt ở phía dưới này. Chúng ta có thể đặt ở phía dưới này, chắc là khi nào mà muỗi nó chết nó rơi xuống đây thì chúng ta tháo ra vệ sinh. Đó, chúng ta có thể bỏ ra chúng ta vệ sinh. Đó, bỏ dưới này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp cái đèn này. Và chúng ta thử nghiệm xem là qua đêm nay thì liệu cái đèn này nó có bắt muỗi được như những cái gì mà phía phụ kiện số 123 đang quảng cáo không mọi người nhá. Rồi, như vậy là mình đã lắp thành công rồi mọi người ạ. Đây, khi bật thì cái đèn nó sẽ sáng, ánh sáng xăng như này để nó thu hút con muỗi mọi người nhá. Đó, có một cái điểm mà mình khá là ưng ở cái sản phẩm này. Đó là phía phụ kiện số 123 có tặng thêm cái dây này này. Đó, bởi vì là cái dây cũ của nó chỉ dài có 1 m thôi.
nên là không thể mà mình cái đèn này mình phải lắp ở ngoài trời, nó không thể nào có các cái ổ điện mà đến gần cái đèn này được, nên là họ tặng thêm một cái dây này dài khoảng 2 mét. Đó, đây có một công tắc này. Đó, ban ngày chúng ta không thích thì chúng ta tắt đi. Đó, và đến khi nào chúng ta sử dụng thì ta mở lên, rất là tiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đợi xem là liệu đêm nay chiếc đèn này có bắt được con muỗi nào không mọi người nhá. Xin chào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là chiếc đèn bắt muỗi của chúng ta đã thu hoạch được gì sau một đêm. Đây ạ, à, như mọi người nhìn này, như đầu tiên thì mình nhìn thấy là đang có rất là nhiều con đã bị bám vào trong cái lưới bắt muỗi rồi. Bây giờ mình sẽ thử trèo lên và kiểm tra trực tiếp cho mọi người xem nhá. Đây công tắc đây ạ, mình tắt đi này. Rồi giờ mình sẽ trèo lên và kiểm tra xem là cái đèn bắt muỗi này của mình bắt được những con gì nhá. Wow, đây như mọi người nhìn này, rất là nhiều con đã bị bám vào trong cái màng này rồi. Nhưng mọi người nhìn này, đầu tiên là muỗi này, muỗi vằn này. Đây là một loài muỗi mà có tỷ lệ truyền bệnh cao nhất đấy. Cao cao này, có cả cao cao đó mọi người ạ. Đó, cao cao đã bị nướng cháy luôn ở đây mọi người này. Đó, mọi người thấy cái vết đen không? Đó, nó đã bị nướng cháy luôn rồi này. Có cả mối này, mối, bướm đêm, rất là nhiều con. Đó, bướm đêm này. Đó, như vậy là sau một đêm thì chiếc đèn bắt muỗi của chúng ta đã thu hoạch được khá là nhiều các cái con côn trùng ở đây. Đó, nếu như không có chiếc đèn bắt muỗi này thì tất cả các con côn trùng này có cơ hội bay vào nhà. Thì đây chính là một mầm bệnh rủi ro cho tất cả các thành viên gia đình. Đó, như mọi người thấy chưa? Khá là ok, mình thấy khá là ưng ý với sản phẩm này. Thì dù sao thì sau một đêm nó cũng đã bắt được rất là nhiều các con vật như thế này. Còn độ bền của nó thì mình chưa dám khẳng định, nhưng tới thời điểm hiện tại thì mình thấy rất là ưng ý với sản phẩm, và cái sản phẩm nó đã rất là được đúng như quảng cáo. Đó, như mọi như bên phụ kệ số 123 quảng cáo thì nó có thể bắt được tất cả các loại côn trùng. Thì ở đây mình thấy cũng có rất nhiều loại, như là bướm đêm này, đây một con bướm đêm này, có cả mối này, đây là mối đây, có cả cào cào này, và đặc biệt cái con mà mình ghét nhất đó chính là con muỗi. Đây mọi người nhìn thấy chưa, muỗi này đã chết khô rồi. Đó, ở phía cái dưới cái khay này thì mình thấy là nó cũng chưa rụng xuống. Thì phía bên phụ kiện số 23 có nói là khi mà cái con này chết thì khoảng 1-2 hôm sau nó sẽ khô và nó sẽ tự rụng xuống ở dưới đây mọi người ạ. Đó, thì mình cũng sẽ thử kiểm tra xem là 1-2 hôm nữa thì cái con này nó có bị khô và nó sẽ rụng xuống dưới đây không mọi người nhá. Rồi, như vậy là mình đã cùng mọi người review cái sản phẩm đèn bắt muỗi này. Thì đầu tiên theo đánh giá của mình thì đây là một sản phẩm đúng như quảng cáo, tạm thời đến thời điểm hiện tại thì đúng như quảng cáo. Lắp đặt thì rất là đơn giản. Đó, họ còn tặng cho mình thêm những cái dây đai thít như này. Về là mình chỉ việc đai lên là có thể sử dụng được ngay. Ngoài ra còn được tặng thêm một cái giắc cắm kèm với lại công tắc như thế này. Mình thấy khá là hài lòng đến thời điểm hiện tại. Đó, thì các bạn nào mà có nhu cầu muốn mua hàng thì có thể liên hệ đến fanpage phụ kiện số 123. Mình cũng không phải là đây là mình quảng cáo gì đâu, mà đây mình thấy một cái sản phẩm rất là tốt thì mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người. Ai mà đang có nhu cầu cần bắt các loại côn trùng thì có thể sử dụng, nghiên cứu đến cái sản phẩm này. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hy vọng là lần sau mình sẽ mang đến cho mọi người các cái sản phẩm tốt hơn, thông dụng hơn và giúp ích được cho đời sống. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.